Trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn chỉnh kích thước slide PowerPoint, đó là vào Design và chỉnh ở mục Slide Size. Sau khi thiết kế các slide chuẩn kích thước bạn mong muốn, bây giờ bạn đã có thể lưu từng hay tất cả slide PowerPoint thành ảnh định dạng JPG hoặc PLG chất lượng cao. Điều này giúp bạn khai phá sức mạnh của PowerPoint, biến nó trở thành công cụ thiết kế ảnh hiệu quả. Bản thân mình cũng dùng PowerPoint thiết kế ảnh bìa cho các video YouTube của mình. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 cách nhanh nhất để chuyển slide PowerPoint thành ảnh. Cách 1. Bạn click chọn slide mà bạn muốn chuyển thành ảnh, sau đó vào File, chọn Export, chọn tiếp trang file tile. Lúc này bạn sẽ nhìn thấy hai lựa chọn chuyển ảnh thành JPG hoặc PLG. Bạn muốn chuyển thành định dạng nào thì chọn vào ấn Save As. Điền tên và chọn nơi bạn muốn lưu ảnh, ấn Save. Bây giờ, sẽ có hai khái niệm mà bạn cần biết. On Slide chuyển tất cả các slide trong bài PowerPoint sang ảnh. Tất cả file ảnh sẽ được bỏ vào một thư mục tại nơi bạn vừa chọn lưu. Just Fix One chỉ chuyển slide mà bạn đã chọn ở bước một sang ảnh. Ở đây mình chọn lưu một slide, click Just Fix One và quá trình chuyển slide thành ảnh JPG của mình đã hoàn thành. Cách 2. Click chọn slide bạn muốn chuyển đổi, chọn File, Save As, chọn Browse, đặt tên rồi chọn nơi muốn lưu. Bước này quan trọng, ở lựa chọn Save As Type, bạn click và tìm tới định dạng muốn lưu. Ở đây cũng có hai lựa chọn là JPG hoặc PLG. Bạn chọn và ấn Save. Không chọn như cách 1 hiện ra, mình tiếp tục chọn Just Fix One để lưu chỉ một slide thành ảnh. Như vậy đã hoàn thành. Cách 3. Sử dụng các công cụ online để chuyển đổi PowerPoint thành ảnh JPG hoặc PLG chất lượng cao. Sử dụng từ khóa PowerPoint to JPG hoặc PowerPoint to PLG. Google sẽ trả về cho bạn các công cụ online, chọn một công cụ và tiến hành chuyển đổi. Tải file PowerPoint lên và tiến hành chuyển đổi. Rồi tải xuống. Như các bạn có thể thấy, cách này chỉ phù hợp khi file PowerPoint tiếng Anh hoặc không có các phông chữ phức tạp, vì ảnh chuyển đổi sẽ bị lỗi phông chữ như của mình. Trên đây là 3 cách hữu ích giúp bạn chuyển đổi slide PowerPoint thành ảnh nhanh chóng dễ dàng. Ảnh không hề bị mờ hay vỡ. Nếu thấy video này hữu ích, nhớ cho mình một like, một sub và để lại bình luận bạn nhé. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.